Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh 5 tép. Hôm nay bên cửa hàng em giới thiệu các bác một cái lô mic có tên là Surin, model là S2060. Tổng cộng lô này là có 24 bộ các bác. Hàng đẹp long lanh, nói chung là đẹp trên 90%, 95-96% luôn. Phải nói là thế, và điều đặc biệt nữa là dòng mic này là mic có tự ngắt các bác nhé, có tự ngắt vừa 3 số vừa 6 số. Dòng mic này thì tổng cộng là có 26 bộ các bác nhé. Trước khi là nói thiệu giới thiệu về chi tiết cái sản phẩm này thì nói luôn về cái thương hiệu của nó. Surin thì đây là một cái dòng mic của Đài Loan, không phải sản xuất tại Trung Quốc các bạn. Hàng xịn của Đài Loan các bạn, hàng xịn của Đài Loan. Và dòng mic này là sản xuất tại Đài Loan, không phải sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé. Cho nên mà chất lượng của hàng Đài Loan với lại hàng của sản xuất tại Trung Quốc thì các bác đã biết rồi, cái sự chênh lệch của nhau là quá rõ ràng. Một thứ hai nữa, đây là một dòng mic là thương hiệu của thằng Đài Loan. Các bác thì trước đây bên em cũng đã bán những cái dòng mic rất chi là đắt tiền của Đài Loan, ví dụ như là GTS, hàng mới của nó rơi vào tầm khoảng 10 triệu ấy. Thì cái dòng đây là cũng là một trong những cái dòng cực kỳ là xịn của hàng Đài Loan. Toàn bộ mic là sản xuất tại Đài Loan và nhập khẩu xuất khẩu đi chứ không phải là sản xuất tại Trung Quốc. Lô này tổng cộng của nó là 24 bộ, đẹp long lanh hết, khẳng định các bác là đẹp cực kỳ luôn đấy, rất chi là đẹp đấy. Có thấy toàn bộ tay mic là đẹp đẹp từ nội thất đến ngoại thất, từ trong ra ngoài đấy. Đây em, đây cái tay mic của nó đây, đẹp từ cái nút nguồn đến cái kính. Đấy, cái nút nguồn những cái kính, thậm chí là tự những các cái lẫy ôm pin này cũng đều là hoàn hết, không bị gãy. Thứ ba này là vị tím, toàn bộ là hàng vị tím hết, từ đầu thu đến tai mic đều là vị tím hết, có từ ngắt đấy, các bạn có từ ngắt hết, mà đặc biệt là lô hàng này còn quá đẹp. Bây giờ giới thiệu chi tiết sản phẩm luôn cho các bác xem. Thứ nhất là về đầu thu của nó đây này, Surin S2060. Đấy, dòng này là nó vừa là 3 số vừa 6 số, tức là cái 3 số 6 số thì như em đã giải thích là nó không có ý nghĩa gì về cái đời trước đời sau cả. Nó là hai cách mà gọi khác nhau, 6 số thì là hiển thị theo tần số, còn 3 số là hiển thị theo kênh. Nó chẳng có liên quan gì đời cao đời thấp gì cả. Đó là nói thật. Dòng mic này thì dùng nguồn 12V, 12V. Lỗ ra là có cả lỗ bằng can đông và lỗ 6 ly các bác nhá, đầy đủ hết luôn. Đấy. Trên đầu thu của mic thì nó phía sau ấy thì nó có hai cái nút này là đấy, chỉnh đấy, chỉnh sóng xa sóng gần đấy. Hai cái nút này đấy, chúng ta để chỉnh. Trên tay mic cũng có cái nút là sóng xa sóng gần. Đây, trên tay mic nó cũng có cái nút này đây. Để cho các bác dùng sự kiện hay dùng trong nhà thì cái tay mic thì có lẽ là còn không có gì để nói, quá đẹp luôn, đẹp mà long lanh, đẹp mỹ mãn, đẹp gọi như là đẹp tuyệt vời. Đây em chọn một cái tay là tất kỳ cho bác, hầu như là tay chưa có vết xước, có thấy không? Đấy, chẳng qua nó chỉ có là bẩn em lau lên cái này đấy, có thấy không? Toàn để em lấy nét điện thoại cho nó đây, có thấy là tay quá đẹp luôn, đẹp long lanh. Đây lấy một cái tay nữa bất kỳ này, này như cái chỗ này nó là bẩn này đấy, em lau là hết này đấy. Nói chung là rất chỉ là đẹp, tay cực kỳ là đẹp luôn, đẹp long lanh. Đây, dù những cái giọ này thì lâu lâu nó có cái chỗ viền thì nó có khả năng là nó bị chảy xước một tí do cái vấn đề là họ đặt lên đặt xuống thế này, nhưng mà không đáng kể. Nói chung là đang còn rất rất chỉ là đẹp. Cái tay này thì nó được sơn, sơn của nó là sơn sơn tĩnh điện. Nói chung là sơn này, sơn là có lớp bóng ở phía ngoài, nó chống chảy xước cho nên mà cái tay nó mới đẹp như thế này. Nếu mà tay sơn cũng cái loại tay như thế, nhưng mà tay ví dụ như đây nhé, em ví dụ như cái tay này cũng là sơn này, sơn nhưng mà cái sơn này nó không có cái lớp bóng đấy, nó không có cái lớp bóng ở ngoài, nó bảo vệ cái lớp mà chống chảy xước ấy. Cho nên mà các bác thấy là cái tay nó cũng rất chỉ là chảy đấy, nó chảy nó rất dễ chảy. Còn cái tay này hầu như là nó không bị chảy, sơn này là sơn tốt hơn, đắt hơn, có thấy không? Đấy. Đây cái tay này có thấy là nó chẻ chảy hơn. Còn về cái toàn bộ trên tay có thấy là từ cái giọ của nó là giọ nó rất chi là đẹp, giọ mới sạch sẽ luôn, giọ màu trắng, tay màu trắng trắng vàng, này là gọi là hơi hơi màu ngã vàng,
hơi màu mặn màu đồng ấy. Đấy. Trên tay nó rất chi là đẹp, nó có cái chữ đây Sujin này, cái chữ này nó khắc bằng laser các bác chứ không phải in. Cái này có lẽ là nó theo em nghĩ đây là không phải là in các bác. Để lấy nét luôn cho bác xem. Cái chữ này là nó không phải in lên đây. Kiểu là nó sơn lên xong là nó bắn bằng laser lên đây. Cho nên mà nó có một cái lớp mà lại cào nó có nhần nhần nó lõm lõm xuống. Đấy. Này là nói chung là nhìn nó rất là đẹp, nhìn cái chữ này nó khắc ngay cái vị trí ngay chỗ cái trung tâm của cái tay chúng ta nhìn cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. À, còn về đây từ những cái lỗ bia lấy biên đấy chúng ta thấy là cái vị tím chúng ta đằng trong ạ, vị tím thì cái dòng mic này thì đa số là cứ vị tím là có tự ngắt các bạn, có tự ngắt hết đấy. Thế chúng ta thấy rất chi là đẹp, long lanh luôn. À, côn mic đây, cái côn mic này thì không còn gì để nói các bạn. Theo như kinh nghiệm đi buôn của em và tất cả những cái anh em mà đã từng chơi audio thì khi mà nhìn thấy cái côn này thì phải nói là ngày này là cái không thể chê vào được, cái côn này cực xịn luôn. À, chúng ta nhìn thấy cái chất liệu gia công từ cái nhựa nên tất cả mọi thứ nó đều rất chi là cao cấp, nhìn cực kỳ là xịn, nó không phải giống như cái dạng côn chúng ta thường thấy là côn rẻ tiền. À, mặc dù đây là côn này chúng ta thấy rằng là nó không có làm bằng kim loại, tuy nhiên là nó từ những cái nhựa của nó cũng rất chi là xịn, các bạn thấy cực kỳ là xịn luôn. Em nhìn cái côn này là em kết, mà cái đặc điểm đây chính là chúng ta thấy là cái miệng thu của nó gọi là cái họng côn ấy nó khá là lớn. À, nó lớn cho nên chúng ta hát đảm bảo là tiếng rất chi là nhẹ, tiếng cực nhẹ luôn, con này tiếng nhẹ. Đấy. Chúng ta có thể để cách miệng tầm 15-20 phân chúng ta nói vẫn thu vào đây cực kỳ là tốt luôn. Cô này không còn gì để nói là cực kỳ là xịn. À, chúng ta hiện nay là trên thị trường nếu những cái dòng mà phân phối hàng xịn họ cũng dùng cái côn giống như thế này. Đấy, chúng ta thấy là côn rất chi là đã. Đấy, vừa rồi là bên em cũng đã giới thiệu rất chi là kỹ. À, cái dòng sản phẩm này thì và cuối cùng nữa là giá bán. À, giá bán của cái mic này thì bên em sẽ bán cho các bác là 2.400.000 đồng một bộ các bác nhé, bao ship và đủ phụ kiện. Phụ kiện đi kèm bao gồm như chúng ta đã biết rằng là phụ kiện đầy đủ có một bộ mic, nó bao gồm là hai cái anten, một cái nguồn xịn theo của nó, nguồn 12V, chống lăn này, như đây là đầy đủ chống lăn cho tất cả các bác, chống lăn luôn. Cho nên và giá trên đã bao gồm bao ship cho các bác, tức là ship đến tận nơi, các bác được test hàng trước khi thanh toán các bác nhé. Hàng này được test rồi được thử trước khi thanh toán. Và bên em bán hàng thì những cái dòng mic nhỏ quang số, những cái dòng rẻ tiền thì bên em chưa bao giờ yêu cầu các bác cọc cả. Các bác cứ đến bác kiểm hàng là bác thanh toán, không yêu cầu các bác cọc nhé. Đó là em nói rõ quan điểm bán hàng của bên em. Cho nên là các bác mua hàng bên em là yên tâm tuyệt đối về chất lượng, các bác không mất rủi, không có bị nhận rủi ro gì cả, mà rủi ro toàn bộ là bên em sẽ chịu cho các bác. Trong quá trình vận chuyển có hỏng hóc móp méo gì thì bên em vẫn là cái người có chịu trách nhiệm cho các bác. Các bác đến được nhận hàng có quyền lợi là được kiểm tra hàng, được nhận hàng đúng như quảng cáo và được test hàng. Đấy các bác. Và khi mà đã ok là bác thanh toán cho bên em. À, tuy nhiên rằng là những cái hàng này em cũng rất chi là sợ một số bác bom hàng cho nên mà thực sự là những bác nào mà thiện chí mua, em rất chi là mong các bác thiện chí mua thì các bác đặt hàng chứ đừng có bom hàng, rất chi là tội bên em. Hiện nay là những cái mic như thế này bọn em gửi đi gửi về, thứ nhất là nó sẽ bị tồn. Đấy, nó tồn, ví dụ như bây giờ em đăng lên em bán hết lô này em gửi một loạt luôn, có khi mà có một số bác, một hai bác ví dụ như cái lô này nhận hàng bom hàng thì cái hàng đó lại phải gửi lại. Khi gửi lại thì khi hết lô này thì bên em đã báo là không còn hàng, thì lúc khi hàng quay về lại một hai bộ nên lại rất chi là khó bán. Cũng mặc dù cái thiệt hại của nó cũng không đáng kể, ví dụ như gửi đi gửi về nó cũng hết hơn trăm ngàn thôi, cũng không thể nghèo được mà cũng không thể giàu hơn được, tuy nhiên là nó gây khó khăn cho bên em kinh doanh. Và em xin kết thúc cái video tại đây nhé. Rất cảm ơn tất cả các bác, xin chào và hẹn gặp lại ạ. Vâng, xin chào.